này kia với dàn giáo này kia rồi đó, không? Ừ, là sao? Dàn giáo? Nhà ba nhà tre rồi đó. À. Nhà khách, muốn nhà khách đó đặt người ta như bạn mấy như bạn nữa. Thì bởi vậy. Ai đặt rồi? Thì chắc chị Nguyệt á. Không mà những cái chỗ đó như là mấy ông này hay ăn đó đó, xong rồi đặt chỗ đó luôn. Chứ đặt mà vậy nó hết, nó hư là đặt hết bàn, hết chỗ á, thứ bảy á, thì nếu mà hết vậy ta đặt chỗ khác cũng được à. Nhưng mà chắc thích chỗ đó hay sao cho nên là mới giờ chịu về lại thứ sáu. Sáu rồi đi làm nhậu á, xong buổi sáng cái công nhận nghỉ á. Bở. Làm ăn nhậu vô là nhận nghỉ hết, hàng mà đang gấp nữa gặp nghỉ nữa. Ở vậy thì chắc ca ngày đi được, đi dự tiệc được. Ca ngày à? Như chú ca ngày đi dự tiệc được. Ừ. Nhưng mà không sao không có nghe nói, để công ty người hỏi Mạnh coi. Ờ, có đi dự không? Bốc thăm trúng thưởng, chứ năm nào là có đó, bảo vệ cũng muốn bốc thăm trúng thưởng dự đó. Chú, chú Nghiệp, chú hai kia đó, bốn người, năm rồi. À, giờ bên ngoài thì cũng hơi khó nè, sợ chắc bên ngoài là chắc cho bảo vệ ở nhà để coi quá. Mấy ông ban đêm nè, mấy ông trực ban đêm chứ đâu có gì đâu, xuống ca rồi chịu 6 giờ chú xuống rồi. À đúng rồi. Ừ. 5 giờ thì mấy ông vô, mấy ông nhận rồi, xong mấy ông trực ca đêm thì mấy ông ở đây trực chứ đâu có đi. Chú giữ được căn nhà thì không có đi được. Giờ đi vụ xe đạp, đi xe đạp uống rượu bia đi giữ phạt 600 ngàn rồi kìa, có rồi đó. Thì từ đây tới Tết công an nó quần nè. Quần dữ lắm. Tết tới là bắt đầu nó quần, xong rồi giờ thêm luật mới thì chẳng quần thôi nữa. Nói vậy giờ mình đi nhậu rồi chết. Không, mình làm vậy đúng á. Đáng lẽ phải làm vậy lâu rồi đó, chứ không phải là mới giờ đâu. Chứ thường thường mấy tai nạn là do uống rượu rồi nhiều đó, uống rượu bia rồi lái xe đó. Đó, người bình thường là nhiều khi người ta còn nghĩ diện đi làm gì mệt mỏi rồi đó, chạy theo còn không ấy, còn người là uống bia, uống rượu bia nữa rồi thôi vậy. Nhưng chú thấy mấy người mà xe rượu mà chạy qua đường không? Chú thấy chưa? Thấy rồi. Chạy lạng qua lạng lại chứ. Chú đi hả, gặp mình xe thì chạy lạng qua lạng lại thôi, chú cho mày đi trước. Chú đi sau. Ai chắc ai cũng vậy, chứ dám qua mặt đó. Chú không dám qua mặt luôn. Đi về, chú về mấy cặp rồi chú gặp hoài vậy. Vậy nè, rồi lạng qua đây, lạng lại lạng qua. Thôi, lạng kiếm cà hộ nữa. Rồi, cho mày chạy trước. Ý là sai quá, không biết gì hết, chạy vậy á. Có ông vừa chạy ra gục kia nè. Vì xì lô chút xíu gặp công an, thì chút xíu gặp công an mới bị xích nó chặn lại liền. Chứ vậy là nguy hiểm. Ví dụ mấy xe lớn mình đang chạy tốc độ cao, nó đâu có để ý mấy người đó đâu. Ví dụ đang chạy người ta thấy chạy thẳng đàng hoàng, tự nhiên đang chạy gần nó muốn quẹo qua thôi biết. Muốn quẹo á, bởi vậy nó tai nạn là chỗ đó. Ví dụ con chạy gần chiều phải không, tự nhiên nó tắt ngang quốc đùng liền. Rồi chú đi ở trên Bến Cát kìa, Bến Cát chú đi ở dưới này, ở đúng rồi kìa đó, chú đi vô đường Mỹ Phước, chỗ khu công nghiệp, để là khu công nghiệp Mỹ Phước 3 đó nha. Chạy ra thì sức chuốt mặt chú luôn. Thằng đó nó chạy nhỏ kìa, nó bồng cái con đó. Nó thẩm cái con đó, nó điệu trước ngực kìa. Vì chạy thằng này chạy quen bán cái mũi kia quốc thằng đùng, nhỏ kia ôm thấy lăn ba bốn chồng trước mặt chú luôn. Là chú thấy rồi, xe tải bên đây vừa tới nó lấp nhanh vậy nè, lấp dài. Ờ, mấy đó cũng nhanh tay chứ cái đó thường thường mấy cái xử lý sao kịp. Cái chú dừng lại mấy chiếc xe đằng sau dừng lại chú coi có gì không, cái thằng kia nó bay chút chân kia bẻ giò. Còn nhỏ này thì bồng con như không sao trên chạy tay chân nè. À, mà tính ra mấy người cũng hay ha, nó y dạng nó vậy mà dạng nó còn y như phản xạ sao mà ôm con lại luôn ha, hay á.
ôm con khỏi Nguyễn luôn trong lòng luôn vậy nè. Ừ. Mà nó công nhận nhau ngộ á. Cái thường thường ví dụ mình lấy xuống mình đâu có kiểm soát được hành động của mình y dương sao đâu, nhưng mà vậy là cũng hay. Giờ tải thấy đó vừa thấy y dương nó chạy nó lách ra ngoài đường, nhỏ này 3000 ra cách bên xe tải đường khoảng mét mấy rồi. Kia bay vô lệ dãy dọ kiểu như chạy gì nó bán móc vô cái đầu xe anh ta vậy nè. Con nhỏ này xe nãy lộn 2-3 vòng luôn. Tên hai là công ty cung ứng là động tên thì nghe hay lính trái gì đâu mà bắt đầu khăn cái dáng thì khăn cái dáng con như mà thiệt làm căng có làm căng rồi mà cũng vậy thôi thôi các bạn ấy rồi thôi làm nữa. Nhưng mà nhìn cái thằng bên thằng Hưng Thịnh này, nhìn cái gương mặt cái thằng này giờ sáng sủa hơn. Sáng sủa hơn cái thằng bên Tâm Đức. Nhìn nó sạch sẽ. Đúng rồi. Ủa vậy đó, thằng chủ là lính người ta. Hưng Thịnh đó chú. Đó không biết là lính. Lính hả? Rồi đây có thằng Tâm Đức, có chiếc qua đi vô con nhân làm á. Chạy qua vô đó. Thì nói chung Tâm Đức nó làm bữa giờ thì nói chung là mấy người đều làm được thì nó ở lại là ổn định rồi. Chỉ là giờ đang kiếm thêm người vẫn kiếm không ra thôi. Ừ. Rồi nó đỏ khác, nó xanh. Rồi thấy nhiều quá ha. Sao mấy thằng quản lý nhiều dữ ta? Nó dành nó mấy trăm bạn mà. sáng sớm ăn sáng với cơm này mua để ăn trưa, nhưng mà hồi sáng đi mua ổ bánh mì xong rồi người ta làm, thấy người ta làm rất là dơ các bạn, mua ổ mì trứng thôi, nhưng mà cái người bán trời ơi không có bao tay rồi ha, bóc vô nhìn thấy ghê, cho nên không ăn, bây giờ ăn cơm luôn. Hả? Mà thằng đó giờ đi trễ cũng đâu có quản nó được nữa đâu. Tại nó bên kia mà. Nó chấm con tay bên kia. Mà nó nói là ví dụ công nhân mà xưởng cũ mà qua bên đây á, thường thường nó sẽ có giấy. Giấy ra cổng vô cổng á. Từ bên kia qua bên đây á. Mà mấy này thấy có giấy tờ gì đâu. Kệ nó chứ giờ sao? Còn mấy rưỡi hay gì chứ.